Tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh của mình. Và hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để làm được một chú gà con như thế này nhá. Chú gà con của mình thì có màu vàng này và có hai cái cánh xòe ra rất là đáng yêu như này. Và hãy cùng mình làm chú gà con này nhá. Để cùng mình làm được cái chú gà con này thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình những cái dụng cụ rất là đơn giản thôi nhá. Mình sẽ sử dụng cái súng bắn keo này, kéo này. Mình sẽ có những cái màu sắc như là màu trắng và màu đen này, thì mình sẽ để làm cái phần mắt của chú gà nhé các bạn. Cái phần màu cam này thì mình sẽ để làm cái phần mỏ và cái phần mào của chú gà nhé. Cùng với cái màu vàng này thì sẽ là cái tông màu chủ đạo của gà nhé. Và chú gà con thì thường là có cái màu vàng các bạn. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm nhé. Thì đầu tiên đối với cái tờ giấy màu vàng này thì mình sẽ cắt hai cái hình chữ nhật nhé các bạn. Đây mình sẽ cắt hai hình chữ nhật này. Hai hình chữ nhật này thì sẽ làm cái phần đầu và cái phần thân của chú gà này nhé. Đây sẽ là cái phần đầu như các bạn, thì cái phần thân mình sẽ đo vào đây và mình sẽ cái phần thân thì nó sẽ dài hơn nhé. Mình sẽ quay sang bên này, mình sẽ cắt nó dài hơn một tí như này, dài hơn một chút thôi nhé các bạn, không cần phải dài hơn quá nhiều đâu nhỉ. Đây mình sẽ cắt ra hai cái hình chữ nhật như này. Thì cái phần này thì mình sẽ cuộn nó tròn lại như này để mình làm cái phần đầu như các bạn. Đây sẽ là cái phần đầu này, cuộn nó vào rồi sau đó các bạn sẽ dán keo vào giúp mình nhé. Bạn sẽ dán keo vào đây rồi các bạn sẽ cuộn nó vào này rồi. Ok, sau khi được cái phần đầu rồi thì mình sẽ quay ra mình làm cái phần thân nhé các bạn. Đây sẽ là cái phần thân này, mình cũng sẽ cuộn tròn nó lại như này, mình cũng sẽ cuộn tròn nó lại như này, sau đó mình sẽ dán keo vào. Dán keo và sau đó mình cố định nó vào như này nhé các bạn. Đây sẽ là cái phần thân của chú gà nha. Rồi sau khi có cái phần đầu và cái phần thân rồi thì mình sẽ dán hai cái phần này lại với nhau để tạo thành được một cái con gà nhé các bạn. Đây mình sẽ dán lại với nhau như này. Đây các bạn dính lại như này. Mình sẽ sử dụng keo này. Mình đưa vào đây. Mình sẽ dán lên cái đầu của con gà này. Rồi sau khi mà đã dán được cái phần thân và cái phần đầu nó vào với nhau rồi thì mình sẽ cắt cho nó một đôi mắt nha các bạn. Thì mình sẽ sử dụng cái phần màu trắng này thì mình sẽ làm cái phần mắt nha. Đây phần mắt này thì mình sẽ cắt thành hình tròn như này nhé các bạn. Các bạn sẽ cắt thành hình tròn như này giúp mình nhé. Đây sau khi cắt thành hình tròn như này mình sẽ để nó vào đây nhé. Mình sẽ xem là nó đã vừa với cái phần đầu chưa nhé. Mình sẽ cắt nhỏ nó đi một tí nữa. Cắt nhỏ nó đi một tí nữa thì mình còn có chỗ mình lát nữa mình sẽ dán cái mỏ vào nha. Đây sẽ là cái phần mắt này. Rồi mình nghĩ thế này là vừa rồi nha. Đây cắt nhỏ như này được. Sau đó thì mình sẽ sử dụng màu đen, mình cũng sẽ cắt thành hai hình tròn để vào, mình sẽ dán vào trong của cái phần mắt màu trắng nhé các bạn. Đây sẽ là cái phần mắt màu đen này, các bạn sẽ cắt thành hình tròn nhỏ như này giúp mình nha. Đây các bạn sẽ cắt thật nhỏ thôi nhé. Đây sau đó các bạn sẽ để cái phần mắt màu trắng ở đây, sau đó các bạn sẽ dán cái phần màu đen này vào cho mình nha. Đây các bạn sẽ dán keo vào đây, các bạn sẽ dán xuống phía dưới như vậy, các bạn sẽ dán xuống phía dưới như này. Phía dưới của con mắt màu trắng như này nhé. Rồi tiếp theo cái mắt bên 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 này nhé. Mình đang bị keo nó dính nên là nó cứ bay lung tung như các bạn. Rồi tiếp theo mình sẽ dán nốt cái mắt bên này vào nha. Mình bôi keo vào đây, các bạn bôi ít keo thôi nhé, nó sẽ đỡ bị dính nhé các bạn. Rồi sau đó thì mình sử dụng cái mắt này, mình dán lên trên. Mình dán lên trên cái phần đầu nhá. Đây, cái mắt của nó đây này. Đây sẽ là hai cái mắt nhá. Rồi các bạn sẽ dán vào giữa. Các bạn sẽ dán vào giữa cái mắt này cho mình. Thì mình sẽ sử dụng thêm băng dính hai mặt các bạn. Mình sẽ lấy băng dính hai mặt để mình dán vào cái mắt này. Đây, để cho nó đỡ bị keo nó dính vào tay thì mình sẽ sử dụng băng dính hai mặt nhé các bạn. Rồi các bạn bóc băng dính hai mặt ra này.
các bạn sẽ dán vào. Đây, các bạn sẽ dán vào cái phần đầu của cái chú gà như này nhé. Tiếp theo là cái mắt bên này, dán băng dính hai mặt vào, bóc nó ra. Rồi sau đó các bạn sẽ dán nốt vào bên bên phải như này. Rồi sau đó thì mình sẽ sử dụng cái phần màu cam này, mình sẽ cắt một cái đường như này, sau đó mình gập đôi nó vào, gập đôi nó vào nhé các bạn. Rồi sau đó các bạn mở ra,